Cú sốc lớn nhất trong 12 tiếng qua chắc chắn là sự rời đi bất ngờ của lãnh đội Haas Gunther Steiner. Hợp đồng của ông với đội đua nước Mỹ đã có thể gia hạn sau năm 2023. Tuy nhiên, ông chủ Gunther Haas đã quyết định không làm điều đó. Theo một số nguồn tin, thì mối quan hệ giữa ông chủ người Mỹ và Gunther đã không còn tốt đẹp trong những năm gần đây. Gunther chỉ muốn sử dụng công nghệ của Ferrari bằng nguồn lực từ công ty Haas. Tuy nhiên, điều đó không tạo ra hiệu năng tối ưu cũng như tiêu tốn rất nhiều của đội đua nước Mỹ khi trong 3 năm gần đây họ luôn xếp áp chót trên bảng xếp hạng đội đua. Điều đó đã gây ảnh hưởng xấu đến tài chính của Haas khi năm nay họ mất tới 20 triệu đô la tiền thưởng. Một con số rất lớn với một đội đua không thể tiêu đến mức trần tài chính 135 triệu đô như Haas. Gunther Steiner sẽ rời khỏi Haas ngay lập tức và người thay thế ông sẽ là Aoya Komatsu. Kỹ sư 47 tuổi người Nhật Bản này cũng là người đồng hành cùng Haas từ những ngày đầu tiên đội đua nước Mỹ đến với Formula One. Ông cũng là lãnh đội châu Á đầu tiên trong 5 năm qua của Formula One. Aoya chính là một ví dụ điển hình của một người đi lên từ vị trí kỹ sư trở thành một lãnh đạo cấp cao. Ông tham gia Formula One từ năm 2003 và trở thành nhân tố quan trọng của đội đua Renault trong giai đoạn 2005-2015 dưới cương vị kỹ sư đường đua cho hai tay đua là Vitaly Petrov và Roman Grosjean. Và với mỗi tay đua làm việc cùng, ông đều đem lại cho họ ít nhất một podium. Đến năm 2016, ông cùng Roman Grosjean chuyển tới đội đua Haas và giữ vai trò kỹ sư trưởng đường đua trước khi được đôn lên nắm quyền điều hành các hoạt động bên ngoài đường đua và bây giờ là lãnh đội của Haas. Aoya được kỳ vọng sẽ giúp đội đua nước Mỹ vượt qua giai đoạn hiện tại, mặc dù đó là một vấn đề không dễ dàng và sẽ cần nhiều thời gian để giải quyết.